Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm Tin Bóng Đá, nơi mà chúng tôi sẽ cập nhật liên tục trong ngày để gửi tới quý vị và các bạn. Và bây giờ mời quý vị và các bạn đến với những tin tức bóng đá Việt Nam mới nhất trong ngày hôm nay. Trong phần cập nhật tin tức bóng đá trưa ngày hôm nay, kính mời quý vị và các bạn đến với những tin tức chính sau đây. Kế hoạch đánh bại Việt Nam của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia bị phản đối dữ dội. Thống kê đáng sợ của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến cho các đối thủ không muốn Việt Nam trở thành chủ nhà của AFF Cup 2020. Lời tiên tri của huấn luyện viên Lê Thụy Hải về Hoàng Anh Gia Lai đã trở thành sự thật. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Kế hoạch đánh bại Việt Nam của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia ông Tan Chang Hwe bị phản đối dữ dội. Kế hoạch tập trung cách ly của ông Tan Chang Hwe, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Malaysia đã nhận phải sự phản đối dữ dội từ các câu lạc bộ đang tham dự giải vô địch quốc gia nước này. Thưa quý vị và các bạn, để chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Liên đoàn bóng đá Malaysia đang lên kế hoạch tập trung cách ly cho đội tuyển quốc gia nước này. Cụ thể thì tất cả các quan chức, huấn luyện viên và cầu thủ được gọi tập trung tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Malaysia từ ngày 28 tháng 9. Trong thời gian này thì họ ở chung khu tập thể, không được phép ra ngoài để gặp gia đình hay bạn bè. Tuy nhiên, phương án này lại không nhận được sự ủng hộ tới từ các đội bóng đang tham dự tại giải vô địch quốc gia Malaysia. Từ ngày 15 tháng 6, các câu lạc bộ sẽ được cho trở lại tập luyện theo hình thức giãn cách xã hội từng nhóm nhỏ, không được tiếp xúc gần và không được va chạm hay tranh chấp. Chính vì vậy, họ không muốn cho cầu thủ lên tuyển tập trung theo đề nghị của huấn luyện viên trưởng Tan Chang Hwe. Bên cạnh đó thì các câu lạc bộ Malaysia cũng cho rằng thời điểm này không nằm trong lịch trình FIFA Days nên đội bóng không có nghĩa vụ phải nhà cầu thủ cho đội tuyển. Trả lời tờ báo của Malaysia là New Straits Times, huấn luyện viên Tan Chang Hwe cho biết: "Dĩ nhiên sẽ không phải nhà người trong một sự kiện nằm ngoài FIFA Days. Việc tập trung của đội tuyển dù sao vẫn cần phải nhận được sự đồng ý của ban lãnh đạo các đội bóng. Tuy nhiên, các tuyển thủ cần phải được thi đấu để lấy lại động lực, sự tự tin. Nếu giải vô địch quốc gia Malaysia bị hủy thì đây sẽ là thảm họa cho đội tuyển quốc gia của chúng ta ở các giải đấu lớn sắp tới." Thống kê đáng sợ của huấn luyện viên Park Hang-seo khiến cho các đối thủ không muốn đội tuyển Việt Nam trở thành chủ nhà của AFF Cup 2020. Kể từ khi đến Việt Nam làm việc, các đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo chưa bao giờ thua mỗi khi được chơi trên sân nhà. Cụ thể, khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Park Hang-seo sở hữu thành tích là 6 trận thắng và hòa 3, tính cả trận giao hữu và chính thức. Malaysia là bài tướng quen thuộc nhất với 3 lần thua trận tại AFF Cup 2018 ở vòng bảng, chung kết lượt đi và về và vòng loại World Cup 2022. Tuy nhiên, chiến thắng để lại tiếng vang nhất có lẽ là việc đánh bại UAE, đối thủ với đủ binh hùng tướng mạnh trên sân Mỹ Đình vào ngày 14 tháng 1 năm 2019. 3 điểm có được giúp cho Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc đua giành tấm vé đi tiếp tại vòng loại bảng G World Cup 2022. Tính rộng hơn, huấn luyện viên Park Hang-seo chưa từng thua khi dẫn dắt U23 hay Olympic Việt Nam trên sân nhà. Đáng nhớ nhất là chiến thắng 4-0 trước đại kình địch U23 Thái Lan. Với những thành tích nói trên, có lẽ các đối thủ chẳng hề muốn Việt Nam trở thành chủ nhà của AFF Cup 2020. Trong những ngày gần đây thì truyền thông trong nước và khu vực đặc biệt quan tâm đến đề xuất Việt Nam trở thành nước chủ nhà, đăng cai tổ chức AFF Cup 2020. Do đại dịch Covid-19, nhiều nước trong khu vực Đông Nam Á không thể tổ chức các sự kiện thể thao. Mọi giải đấu đều phải tạm hoãn, chỉ có Việt Nam cho phép các trận đấu được diễn ra không giới hạn số lượng khán giả. Vì thế, việc lựa chọn đất nước hình chữ S để tổ chức thi đấu tập trung có thể coi là phương án khả dĩ với những nhà tổ chức AFF Cup 2020. Lời tiên tri của huấn luyện viên Lê Thụy Hải về Hoàng Gia Lai đã trở thành sự thật. Sự thất bại của lứa cầu thủ tài năng của Hoàng Gia Lai như Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn khi lên chơi tại V-League đã được huấn luyện viên Lê Thụy Hải dự đoán từ nhiều năm trước. Cách đây 7 năm, khi mà bóng đá Việt Nam đang vô cùng ảm đạm sau hàng loạt những thành tích bết bát của đội tuyển quốc gia cũng như tiêu cực xảy ra tại V-League thì U19 Hoàng Gia Lai hay lúc đó là U19 Việt Nam xuất hiện mang lại hy vọng mới cho người hâm mộ. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Wang Chen, các cầu thủ khóa 1 của Hoàng Gia Lai đã thi triển lối đá tiki-taka làm mê hoặc lòng người. Người hâm mộ say đắm với những pha đảo chân của Công Phượng, những đường truyền dài chính xác như Savi của Xuân Trường hay những tình huống xử lý bóng trong không gian hẹp đầy khéo léo của Tuấn Anh. Những trận thắng giòn giã trước các đối thủ trong khu vực bao gồm U19 Myanmar, U19 Thái Lan hay những trận đấu sòng phẳng với các đội bóng trẻ hàng đầu thế giới như U19 AS Roma hay U19 Tottenham đã làm cho người hâm mộ bắt đầu mơ về một thế hệ vàng tiếp theo của bóng đá Việt Nam trong tương lai.
Chứng kiến thành quả sau nhiều năm bỏ công sức xây dựng bóng đá trẻ, Bầu Đức chắc chắn là người vui mừng nhất. Ông nhanh chóng đặt mục tiêu đưa các cầu thủ tuổi teen của mình lên tham dự sân chơi V-League vào năm 2014. Tuy nhiên, quyết định này của ban lãnh đạo Hoàng Gia Lai không nhận được sự đồng tình của các chuyên gia, trong đó huấn luyện viên Lê Thụy Hải, người phản ứng gay gắt nhất. Còn nhớ, vị huấn luyện viên này cho biết, các cầu thủ trẻ của Hoàng Gia Lai được tham gia V-League, theo tôi đấy là điều đáng mừng, vì ở Việt Nam, lứa cầu thủ 19 tuổi, có mấy em được chơi ở V-League, tuy nhiên đây là giải đấu tập hợp của những đội bóng hay nhất của Việt Nam. Vì thế các em vào môi trường đối chọi ấy chưa chắc đã thành công. Ở U19 có những trường hợp phối hợp đẹp như tranh vẽ, theo tôi đấy là nét đẹp trong bóng đá, mà đúng như sách dạy, nhưng là vì bên kia người ta sơ hở, chứ anh đá với các đội lớn hơn, trình độ của họ cao hơn thì anh không bao giờ làm được như thế cả. Để chọn U19 Việt Nam vào đội hình Bình Dương thì tôi chả chọn ai cả, tại vì các em chưa đủ khả năng vào đội của tôi, bởi các em còn trẻ chỉ nên chơi với các đội trẻ thôi, chờ các em trưởng thành. Những lời nhận xét của huấn luyện viên Lê Thụy Hải vào lúc đó đã nhận được những phản ứng dữ dội từ người hâm mộ. Nhưng cho tới thời điểm hiện tại thì dự đoán đó của ông phần nào đã đúng và trở thành sự thật. Kể từ khi khóa 1 Hoàng Gia Lai được đôn lên chơi tại V-League, đội bóng phố núi luôn trong tình trạng báo động, luôn phải đối mặt với nguy cơ xuống hạng khi giải đấu đi vào giai đoạn quyết định. Lối chơi tấn công đẹp mắt có phần nào đó hơi hồn nhiên của Hoàng Gia Lai, không quá khó để cho các đội bóng khác tại V-League bắt bài. Hoàng Gia Lai có thể đổ lỗi cho việc ngoại binh kém chất lượng khiến họ thi đấu bết bát trong những mùa giải gần đây. Nhưng V-League 2020 khi sở hữu 3 ông Tây chất lượng nhất từ trước cho đến nay, đội bóng phố núi vẫn không thể cải thiện được lối chơi của mình. Ở cả 2 trận đấu gần nhất, đội bóng phố núi đã không còn giữ được bản sắc và lối chơi từng khiến họ ghi điểm trong mắt người hâm mộ. Một Tuấn Anh lạc lõng ở khu trung tuyến, một Văn Toàn vẫn đơn độc trên hàng công, hay một Văn Thanh giảm sút về thể lực và phong độ khi trở lại sau chấn thương. Tất cả đã cho thấy sự bế tắc trong việc tìm đường tới thành công của đội bóng phố núi trong suốt thời gian qua. Tài năng là điều không cần phải bàn cãi về các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Tuy nhiên, để thành công được trong một giải đấu cao như V-League, còn nhiều yếu tố khác như chiến thuật, tính kỷ luật trong lối chơi. Nếu không sớm cải thiện thì đội bóng phố núi nhiều khả năng sẽ phải tiếp tục với cuộc đua trụ hạng trong nhiều mùa giải tới đây. Heerenveen được bơm 22 tỷ đồng, tương lai đoàn chân hậu tại Hà Lan sắp được quyết định. Ngay cả khi chưa có dịch Covid-19, Heerenveen đã gặp những khó khăn về mặt tài chính. Đội chủ sân AB Leicester thua lỗ kéo dài và không tìm được nhà tài trợ đáp ứng được yêu cầu. Chính vì thế, không ngạc nhiên khi Heerenveen nằm trong số các câu lạc bộ chịu tác động lớn về dịch bệnh. Giải vô địch quốc gia Hà Lan bị hủy, doanh thu từ các trận đấu sân nhà bốc hơi, tiền bán quyền truyền hình cũng suy giảm. Tình hình này buộc Heerenveen phải tính chuyện bán đi những ngôi sao nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính. Rất may mắn, giữa thời điểm phải giật gấu giá dài, đội chủ AB Leicester nhận được sự trợ giúp to lớn từ người hâm mộ. Tính đến ngày 10 tháng 6, tổng cộng có 4.502 vé xem cả mùa 2020-2021 đã được bán ra, với mức giá trung bình khoảng 190 euro một vé. Ước tính Heerenveen thu về hơn 850.000 euro và khoảng hơn 22 tỷ đồng. Trên các trang mạng xã hội, người hâm mộ Heerenveen vẫn đang tiếp tục kêu gọi nhau mua mới hoặc là gia hạn vé xem cả mùa. Họ coi đây là một hành động biểu thị tình yêu và lòng trung thành với câu lạc bộ. Tính đến thời điểm mùa giải 2019-2020 bị hoãn vì dịch Covid-19, Heerenveen đứng thứ 6 tại giải vô địch quốc gia Hà Lan về số khán giả trung bình đến sân trong các trận sân nhà, đạt con số 18.477 người một trận. Về phía Heerenveen, đội bóng cũng dành nhiều ưu đãi cho các cổ động viên mua vé cả mùa. Nếu sang đến mùa giải sau, các trận đấu vẫn bị cấm khán giả vào sân, người đã mua vé sẽ được đền bù bằng áo đấu, đồ lưu niệm và chiết khấu tiền vé cho mùa giải 2021-2022. Một thông tin đáng mừng khác là kế hoạch kỳ chuyển nhượng kép của Liên đoàn bóng đá Hà Lan. Cụ thể, kỳ chuyển nhượng mùa hè 2020, thay vì diễn ra từ 1 tháng 7 đến 31 tháng 8 như mọi năm, thì sẽ chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn đầu kéo dài từ 1 tháng 7 đến 21 tháng 7, giai đoạn 2 tùy thuộc vào kỳ chuyển nhượng chung trên toàn châu Âu. Với kế hoạch này, các câu lạc bộ Hà Lan sẽ chủ động hơn trong việc mua bán và đăng ký cầu thủ cho mùa giải 2020-2021. Những tin tức nói trên mở ra triển vọng trụ lại Hà Lan cho hậu vệ Đoàn Văn Hậu. Với mức lương khá cao, hậu vệ người Thái Bình thường bị coi là mục tiêu cắt giảm đầu tiên của Heerenveen. Khi gánh nặng tài chính giảm đi, cộng thêm sự hào phóng được chờ đợi từ Bầu Hiển,
Heerenveen sẽ có thêm lý do tái ký hợp đồng với Văn Hậu. Suốt thời gian qua, Văn Hậu vẫn đang chăm chỉ tập luyện theo các giáo án của huấn luyện viên Heerenveen. Hậu vệ được cho mượn từ Hà Nội FC thay đổi khá rõ rệt về thể hình, không còn mỏng cơm mà ngày càng giống một chiến binh thực thụ. Giới chuyên môn đánh giá một năm ở Hà Lan dù không được ra sân nhiều, song vẫn rất bổ ích cho Văn Hậu, từ chuyên môn cho tới cách thích nghi với môi trường châu Âu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe bản tin này của chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh, sau đó quý vị và các bạn hãy nhấn nút chuông thông báo để cập nhật những tin tức bóng đá mới nhất trên kênh Điểm Tin Bóng Đá. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.